Chào mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ghé thăm server S46 để cùng trải nghiệm một phái ngũ độc trưởng, để xem ngũ độc trưởng trong cái phiên bản hiện tại có ok hay không nha anh em, nó có mạnh hay không. Sau khi mà được chỉnh kỹ năng cũng rất là dữ dội, cái kiểu con là điểu, thì chúng ta sẽ cùng xem cái hạt này, cái hạt đồ gỗ An Giang của đã cầm cái hạt này rồi. Hạt này rất là khỏe, và với cái việc mà môn phái ngũ độc được tăng sức mạnh nữa, để coi nó có thật sự là nó như một cái con quái vật hay không nha. Ôi chưa gì hết là hơi bị lắc rồi, tôi chết từ lưa hộp dưa rồi đó. Khá là căng thẳng khi mà bên kia nó có top, có mấy ông du môn, chứ không phải top, mình chưa biết mặt mũi của mấy ảnh như thế nào, nhưng mà thấy nhiều du môn. Ô thiếu lâm là cái kiểu, ô phải trưởng, ôi phải trưởng, phải trưởng, phải trưởng, ôi sai rồi, chơi chiêu số 3 thì là thấy sai rồi đó. Ơi chơi chiêu số 3 thì là thấy sai rồi, căng. Cứ bình tĩnh anh em. Thầy căng nha, mình không có chơi trên điện thoại thì nó cụ bắp liền anh em, thấy không? Không chơi trên điện thoại là cụ bắp liền anh em, vãi cà nồi. Không chơi điện thoại là mình cùi liền anh em. Căng thẳng nè. Có anh thiếu lâm nữa kìa anh em. Người ta đánh tôi ghê vậy. Ấy da, tôi phải đi núp thôi anh em à. Đó, rồi bây giờ tôi bắt đầu tôi chơi nè. Rồi, giết nè anh em ơi. Giết nó. Làm sao? Chạy đâu mấy em? Cho án cái kiểu à. Giết nè. Móc nè. Rồi, giết nè. Đó, chỉ cần vậy thôi. Tôi lấy lại top liền anh em à. Ơi, có một anh gì đó. Khỏe quá. Đừng môn à. Khỏe quá. Căng thẳng thế nha. Rồi ok, chạy ra. Ôi căng thẳng thế nha. Trời, anh ấy xoáy mình xém chết luôn anh em. Ghê thiệt. S46 này hiện tại cầm tay rất là nhiều luôn á mọi người. Cầm tay đồ cái kiểu rất là ghê. Đông đảo cái kiểu, nhất là cái trận 11:50 nè, trận đầu tiên nè, khỏe lắm, ơi đông lắm. Trời. Ảo tung chảo anh em, ảo cái tung chảo luôn, phải trưởng. Cái trận 11:50 là nó cầm tay nó đông và clone cũng đông nữa anh em, clone đông khiếp. Nên là mình vô mình thấy clone rất là nhiều, nó chơi vô mình cái kiểu con đà điểu rất là khủng, loạn tà le học dưa luôn. Đây có một anh clone đây, bột chiên. Rồi hết mana, hết máu luôn rồi. Bơm máu một cái. Ghê thiệt, ai đang hạng nhất đây? Tony H. Căng thẳng nha. Gì vậy? Tự nhiên mới vô bị khẩn lại. Ôi, ảo vãi. Ảo nhãn Vân Yên nha, hơi bị ảo nha. Trời vãi nồi thiệt, mình vừa mới tới cái khu đó thôi, mình bị khẩn lại luôn. Ghê hả? Căng thẳng nha. Má ơi, cái game này phải fix lại cái hiện người đây các bạn ơi. Hiện người chậm quá, không được rồi. Tôi không biết là các bạn ấy là ai và đang ở đâu mà các bạn ấy quýnh tôi như một cái máy luôn á. Ghê quá. Ây da, ghê quá. Thật sự quá ghê đấy mọi người à. Quá ghê đi mọi người. Chúng ta, ôi. Quá dữ dội anh em ơi, quá dữ dội, khó chịu quá. Có dương mông cung nữa kìa, ông nhiễu mình kìa, chạy. Ôi ông nhiễu ghê quá mọi người ơi, nhiễu kinh khủng quá. Mình đang thua anh kia 1k, mình sẽ cố gắng, cũng sẽ khó. Tại vì bên kia người ta ghê quá, ta khủng khiếp quá mọi người. Anh dương mông cung nè, dương mông cung. Móc lớp dương mông cung liền, cậu ba báo à. Móc lớp liền anh em. Cua có góc cua đánh là ghê lắm anh em. Bị loạn rồi, khó chịu nha. Ây da. Cái bàn cái kiểu anh em đánh ngũ độc thì anh em kiếm góc mà đừng đứng, mình đánh như thế này nè sẽ rất là thích. Bị loạn nữa kìa, loạn đứng cứ ngắt luôn, khó chịu vãi, khó chịu ghê anh em ơi. Mấy con thiên nhẫn à, ôi chết ngựa, ôi chạy, ôi no, ôi thiên nhẫn khó chịu nha. Oh my god, khó chịu quá. Dương môn nữa kìa, hên là anh dương môn đó, ảnh bính người khác rồi. Ôi có một anh nào đó võ đan, ông quýnh trúng mình kìa, mình không thấy ông võ đan nào trong tầm của mình luôn á, mà mình bị quýnh trúng như một cái máy luôn kìa anh em ơi. Ghê thiệt. Đúng là cái hỗ trợ smart bk nó lợi hại quá.
mình không thấy, mình giết được Anthony Hắc à, mình không thấy được con võ đan nào luôn mà nó quýnh mình như một cái máy luôn, thật sự quá kinh khủng luôn á mọi người, quá kinh khủng, quá dữ dội luôn á, ghê thật sự. Phải bơm máu thôi, không bơm máu là mình chết đấy. Kiểu này là mình nói để mình nói với lại anh chủ ạc để cho anh ấy bill hút sinh lực vô nữa. Đây, anh đồ gỗ anh Giang anh em cũng biết là anh ấy đam rất là to đúng không? Ạc rất là khỏe, ngũ độc trưởng ạc rất là khỏe, và bây giờ ngũ độc nó có thêm cái chiều tăng đam nữa, rất là tốt luôn. Bây giờ chúng ta cứ có góc mà chúng ta chơi thôi. Đó, đường môn nó sấy chúng ta rất là nhiều luôn kìa anh em. Nhưng mà chúng ta cũng phải chạy ra không cho nó sấy liên tục. Sấy liên tục cũng hơi mệt cho chúng ta đấy. Là chúng ta đang cố gắng mà mình gây ra một lượng đam lớn liên tục luôn. Gây ra một lượng đam, nãy giờ là mình chỉ là chơi vui vẻ với các bạn thôi đúng không? Giờ mình mới bắt đầu mình chơi thiệt đây. Bây giờ mình hết mana rồi, hết máu luôn rồi. Chúng ta đi mua máu tiếp. Anh em nào mà muốn cua trải nghiệm ạc đi tống kim, muốn lên tư vi cái kiểu làm kỷ niệm, hay là server nào anh em nào vắng á, muốn cua làm video để chia sẻ cho những anh em, hy vọng là video game họ fit lại, họ gặp server ví dụ vậy, thì anh em có thể liên hệ vô Zalo cho cua nha. Zalo Son Goku 0946496490. Anh em nào muốn chết tiền học thì cứ tích lại 1,5 triệu chân khí đi rồi chết tiền học, liên hệ nhắn tin vô Zalo cho cua nha. Ôi mình không đủ khoảng cách anh em, từ đó đến đây không đủ khoảng cách, không đủ khoảng cách ta ngộ nha. Ồ bị choáng kìa má ơi, ghê. Mình đứng đây thì nó ok á, nhưng mà mình cũng bị ăn đam rất là dữ luôn, phải chứ. Ghê, để coi anh kia anh nhiều. Mình đang rút ngắn khoảng cách rất là dữ dội luôn nè anh em. Mình kiếm ảnh thêm chút xíu nữa. Bên mình đang có thể là hơn luôn rồi đó anh em ơi. Rất là ngon luôn. Ok. Giết. Ôi chúng ta vẫn chưa anh em ơi, vẫn chưa. Giết. Đúng rồi, giết nó. Lên hạng nào anh em. Hồi nãy giờ mình chơi quá trời chơi luôn nhưng mà mình không có top. Không lên được top 1 luôn, khá là khó khăn. Chúng ta đã bắt đầu chúng ta vực dậy rồi anh em à. Đã vực dậy rồi. Chúng ta đã lên được top 1 rồi kìa. Nguy hiểm. Trời ơi, cha nội hiểu lắm, nó đâu ra vậy cha. Bái nồi thiệt. Nó chạy lên cái 1 mình luôn. Mình không thể nào mà mình bị chết được anh em. Mình chết là mình thua đấy. Rất là căng thẳng luôn. Một cái trận đấu cực kỳ căng thẳng dành cho chúng ta. Và ơi bên kia nó có dung môn nó nhiễu kìa má ơi. Chạy ra tầm đánh của nó. Chạy ra tầm nhiễu của nó. Chúng nói nhiễu chúng mình là lỗ lắm. Mình bị khựng lại, có thể là nó không nhiễu chết mình nhưng mình bị khựng lại khó chịu lắm anh em. Lâu lâu mấy ông kia ổng kêu kiểu tóc biến hay sao á. Ông bút một cái tụt một cái là ổng kế bên mình luôn. Kinh khủng. Kinh cái khủng. Rồi ok. Rồi bị lộn biết rồi trời, phải trưởng thiệt. Đây. Anh em nhớ build cho cái con ngũ độc trưởng này, đó chính là bỏ qua né nhiều vô nha anh em. Bỏ qua né phải build nhiều vô á. Bỏ qua né nội công, chí mạng và tấn công. Tại vì bây giờ ngũ độc trưởng đam rất là to, đi mấy cái hoạt động quần chiến như thế này cần có đam nhiều. Chơi tấn công rồi sẵn đi xong boss luôn. Anh em nào đi solo thì anh em chỉ bỏ cái viên tấn công đi. Lấy cái viên tỷ lệ tăng mà ok. Đây chúng ta đang bị quýnh như một cái máy luôn anh em ơi. Rất là căng thẳng não. Trời ơi nó không chơi kìa má ơi. Mấy con quỷ. Bãi trưởng thiệt. Mấy con quỷ võ đan quýnh ghê quá đi. Ghê thiệt. Rồi anh em có thể sử dụng là tâm vô bạn vụ á mọi người, để cho chúng ta có thể là có được vài giây để chúng ta miễn khống chế, như vậy nó cũng rất là tốt. Cô thấy là như vậy là rất là tốt luôn. Bây giờ là chúng ta anh em thấy là mình bị khống chế như một cái máy luôn rồi. Mình không có tầm đánh mà người ta đánh chúng mình liên tục luôn á mọi người. Bên kia nó bắt đầu là nó đẩy lên rồi kìa. Rất là căng cho chúng ta. Ôi chạy. Má ơi. Chạy không được luôn á mọi người. Căng vãi trưởng luôn. Ông kia nhiêu rồi? Ông kia ông 8k8 rồi. Nãy giờ mình không có kịp mà mình giết người. Bây giờ là ổng lấy lên ổng. Ôi. Ôi chưa chịu được hả? Giết nè, giết ổng lại nè, giết ổng lên nè. Rồi ok. Đó, rồi mình chạy tiếp nè anh em ơi. Chứ mình không có nhây, mình nhây mình chết là bên mình thua nha. Mình giết ổng. Ôi, chết ngựa chưa? Ôi, căng thế nha. Rút ngắn tỷ số rồi kìa mọi người.
gục ngắn khoảng cách rồi kìa. Ghê ghê ghê. Ổng 8k mấy 9k luôn rồi, ghê quá. À da, chạy 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 anh em ơi. Rồi chạy 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 chạy. Ghê quá, ghê quá, ghê quá. Ui, phải trưởng thiệt. Căng thẳng như vậy anh trai. Ôi. Điểm nó đang bắt đầu nó gục ngắn rồi anh em ơi, cực kỳ căng luôn. Chúng ta không để chết được nha. Bên kia nó chơi ghê vậy, chúng ta chạy gắn hết nào. Clon đồ cái kiểu đâu, gắn hết đi. Đâu hết trơn rồi anh em. Có một ông dương môn kia ông châu quá vậy. Đó, giết nè anh em ơi. Đứng đây mình canh nè anh em ơi. Không được chết anh em ơi. Chết là khổ lắm nha anh em ơi. Mình đang hơn đấy. Hơn chỉ vài trăm điểm thôi. Hơn được chút xíu đấy anh em ơi, chỉ có chút xíu thôi. Ôi ơi, chạy chạy chạy. Ai da, chạy chạy chạy, bơm máu một cái, căng thẳng quá. Trời, hơn chỉ có 100 điểm thôi anh em. Cực kỳ căng thẳng luôn. Phải trưởng, cố lên nào phe tôi ơi. Đừng để chết phe tôi ơi. Cố lên nào, đừng để chết, đừng để chết. Trời lộn hoài vậy cha. Lộn nãy giờ 3 lần liên tục rồi. Ai da. Ây da, 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 da. Ôi, 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 bình tĩnh anh trai ơi. Ôi, no, 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 no. Trời gì căng vậy mấy ông nội. Ây da, da, da. Ôi, 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 gì vậy mấy cha. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cố lên, đừng để chết. Đừng để tôi chết anh em. Tôi mà chết là mấy ông chết luôn á. Cố gắng lên, ừ, đúng rồi, cố gắng lên, cố lên. Còn xíu nữa anh em ơi. Chút xíu nữa thôi, cố lên nào. Tôi không thể chết anh em ơi. Tôi không thể chết, tôi mà chết là hết luôn á. Trời ơi, cây tê. Má ơi, khúc cuối. Một cái trận đấu cực kỳ căng thẳng. Bên kia coi nè. Một hệ kim, hai ông hệ thổ là hai ông khống chế ghê đó. Ba ông hệ kim, bốn ông hệ kim. Một đống con thiên nhẫn ở bên dưới. Nó loạn điên luôn. Quá khủng anh em ơi. Trận này mình gánh còng lưng nhưng không có thể nào mà chiến thắng được. Khổ thật sự. Rồi cảm ơn anh Đồ Gõ An Giang đã cho cua trải nghiệm cái hạt ngu độc trưởng này nha. Và thật sự ngu độc trưởng sau khi mà được fit lại thì nó mạnh hơn, đánh sướng hơn, nhưng mà bắt buộc phải có góc đánh. Và chắc chắn nó sẽ thua những, chắc chắn là nó sẽ thua những ông nào mà chơi smart PK này. Chơi đánh xa quá, nó mình chịu rồi, mình bó tay rồi anh em. Và hello anh em đang nhiệt huyết nha, chúc anh em nhiều sức khỏe nha. Và nếu thích video này, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt, anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình. Thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. À đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.